Xin chào tất cả quý vị và các bạn, chào mừng đến với S Channel. Video này là dành cho những ai là fan của BlackBerry đang mong chờ một flagship đến từ cái hãng yêu thích của họ. Và cụ thể hơn đây, mình muốn nói đến chiếc D-Tech 60. Trên tay mình hiện nay đang có một em, cái này thì phiên bản thương mại rồi, ngày mai sẽ chính thức bán ra và hôm nay chúng ta sẽ có một vài trên tay nhanh chiếc điện thoại với thương hiệu BlackBerry cực kỳ thần thánh này. Và cái đầu tiên thì có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu như thường lệ thôi, đó chính là về thiết kế. Ngôn ngữ thiết kế của chiếc D-Tech 60 này thì là hai mặt kính trước sau kèm theo là khung kim loại ở giữa, có hai đường cắt diamond được làm bóng rất là đẹp. Chiếc máy này cảm nhận đầu tiên của mình nó khá là mỏng nhẹ và thiết kế thì khá là sang trọng. Tuy nhiên thì nếu mà nói về cái chất BlackBerry thì chiếc máy này thì không được như đàn anh của nó là BlackBerry Brief, mà cái ngôn ngữ thiết kế này thì chúng ta cũng thường thấy ở trên một số những cái mẫu smartphone bây giờ rồi. Bởi vì chiếc điện thoại này thì được BlackBerry hợp tác sản xuất cùng với Alcatel. Thế nên là cái này thì nó khá là giống với Alcatel Idol 4S hay sao ấy. Hình như mình nhớ tên nó kiểu như vậy. Về cảm giác cầm nắm của chiếc máy này thì khá là tốt, mặc dù thì nó không làm cong nhiều. Tuy nhiên khi mà cầm trên tay thì cảm giác cấn thì rất là ít, thậm chí là gần như là không có. Điểm yếu của ngôn ngữ thiết kế này thì có lẽ là như những cái chiếc điện thoại khác cũng có hai mặt kính trước sau, đó chính là bám lại rất là nhiều mồ hôi và dấu vân tay. Thế nên các bạn sử dụng nhớ chú ý lau máy thường xuyên nhá. Bây giờ chúng ta cùng đến với các chi tiết. Ở phần mặt trước này chúng ta có trên cùng là loa thoại kèm luôn là loa ngoài. Ở trên này chúng ta sẽ có camera tự sướng cùng cảm biến. Màn hình có kích thước là 5,5 inch với độ phân giải là 2K và đây là màn AMOLED. Màn này thì có một cái khá là đáng chú ý, đó chính là việc không hiểu là liệu nó có phải cong 2,5D hay không. Khi mà mình vuốt từ viền vào thì nó vẫn đem lại một cái cảm giác gì đó 2,5, tuy nhiên thì độ cong của nó làm rất là ít. Thế nên là khi mà chúng ta sử dụng như thế này thì sẽ đem lại một chút cảm giác gì đó hơi cấn cấn nhẹ một chút. Nhưng mà thôi, cái vấn đề này thì chúng ta sẽ tạm bỏ qua. Ở phía trên màn hình này chúng ta vẫn sẽ có những cái tính năng ở gọi là bên viền màn hình đấy, giống như là chiếc Brief, chiếc nào cũng tương tự như vậy, vẫn chưa có gì đổi mới. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có 3 phím điều hướng và dưới cùng thì chúng ta sẽ có loa ngoài, tức là đây chúng ta sẽ có hai loa nghe nhạc rất là đã. Ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ có khay SIM cũng như khay cắm thì nhớ mở rộng, và trên này là nút nguồn. Nút nguồn đặt ở vị trí này thực sự mình thấy rằng là nó hơi bất hợp lý bởi nó quá là cao. Đây các bạn nhìn xem này. Bình thường ấy thì nút nguồn nó sẽ đặt ở bên này, ngay dưới phím tăng giảm âm lượng. Thế nhưng mà nó lại đặt ở trên này, thế nên nhiều khi nó gây bối rối với người sử dụng ấy. Thế nên là chúng ta rất dễ bị bấm nhầm. Bấm nhầm về cái gì thì bây giờ chúng ta hãy quay sang bên cạnh phải. Cạnh phải sẽ có phím tăng giảm âm lượng và đây là phím chức năng, và mình tin chắc rằng là những người mà mới sử dụng D-Tech 60 sẽ nhầm cái nút này với nút nguồn, bởi vì nó đặt ở vị trí ở những cái máy khác thì nó sẽ là nút nguồn như thế này. Nhưng mà thực ra thì đây là một cái nút chức năng. Các bạn có thể gán một số những cái thao tác nhất định vào cái nút chức năng này, ví dụ mở nhanh ứng dụng hoặc là viết nốt hay là đấy, nói chung là thực hiện một vài những cái thao tác như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh nó trong mục setting và mình sẽ để nó là kiểu dưới dạng là bật đèn pin. Ở cạnh dưới chúng ta sẽ có cổng USB Type-C cùng với mic thoại. Phía trên là giắc tai nghe 3,5mm cũng như là mic thu âm thứ hai. Ở phần mặt sau này chúng ta sẽ có logo của BlackBerry được in chìm phía dưới lớp kính, khá là đẹp và sang trọng. Ở đây là cảm biến vân tay và trên cùng sẽ là cụm camera chính cùng với đèn dual flash. Có một cái điểm mà mình hơi không thích một chút ở D-Tech 60, đó là cái cụm camera này nó lồi lên khá là nhiều. Trong khi những cái hãng nổi tiếng hiện nay, ví dụ như là Apple, là Samsung, họ đã cố gắng làm giảm thiểu đi cái độ lồi của camera. Thật ra mỗi Samsung hay Apple cũng chưa làm thế nào ấy. Đó, nhưng mà hãng này thì camera vẫn khá là lồi. Cộng thêm nữa thì cảm biến vân tay thì sự cái này thì nó rất là nhạy này, hoạt động rất là ngon luôn. Các bạn có thể mở khóa điện thoại ngay cả khi mà màn hình đang tắt luôn. Này, cảm biến vân tay một chạm rất là dễ dàng. Nhưng mà có một cái thì nó làm hơi phẳng so với cả mặt kính, thế nên là khi mà giờ này mà kiểu lướt qua như này rất khó nhận ra. Khi chúng ta phải sờ chậm thì chúng ta có cái G ở đây thì chạm vào thì chúng ta có thể sử dụng nó một cách dễ dàng hơn. Và đó là về bên ngoài của chiếc D-Tech 60 rồi. Còn về cấu hình thì sao? Nó cũng mang trong mình những thứ mà được coi là mạnh mẽ nhất vào thời điểm hiện tại, đó là chip Snapdragon 820 kèm theo đó là 4GB RAM và 32GB bộ nhớ trong, có khả năng mở rộng một thẻ nhớ lên đến 256GB. Về camera, chúng ta có camera sau với độ phân giải là 21MP và camera trước là 8MP. Cục pin của máy có dung lượng là 3000mAh và hỗ trợ Quick Charge 3.0. Về phần mềm thì nó chạy trên nền tảng Android 6.0. Nhân tiện nói về phần mềm thì các bạn có thể thấy rằng là BlackBerry không tì biến nhiều từ Android gốc. Họ sẽ thêm một vài những cái gọi là tinh túy nhất của BlackBerry, ví dụ như là BlackBerry Hub hay là phần mềm bảo vệ D-Tech hoặc là BlackBerry Messenger. Đây chúng ta có ở đây. Tất cả những cái giao diện này thì nó khá là giống với cả chiếc Brief, chức năng cạnh màn hình này, kể cả những cái cửa sổ đa nhiệm này thì làm cũng rất giống Brief, hay là nói khác là làm rất giống với cả BB10. Thế nên mình nghĩ rằng là với những ai đã sử dụng qua Brief rồi thì chiếc máy này sẽ rất dễ làm quen thôi, không có gì khó khăn cả. Và vừa rồi mình đã có một bài trên tay nhanh, chiếc BlackBerry D-Tech 60 sẽ được bán ra vào ngày mai. Với những ai đặt hàng trước thì sẽ được tặng một cục sạc dự phòng BlackBerry với dung lượng lên đến là 12.600mAh. Và với những ai là fan của BlackBerry này, các bạn cảm nhận gì về chiếc điện thoại này? Hãy chia sẻ ở phần comment bên dưới này nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu thấy hay thì các bạn đừng quên like, share và subscribe. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.